Sáng ngày 25 tháng 9, chương trình tọa đàm, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử, tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô đã diễn ra. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chỉ đạo báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức. Trước đó, báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã khai mạc triển lãm ảnh tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai. Mỗi bức ảnh được trưng bày tại đây như một phần những ký ức hào hùng, thời kỳ lịch sử vô cùng oanh liệt và vẻ vang của thủ đô Hà Nội, đồng thời thể hiện sự kế thừa của Tuổi Trẻ Thủ đô trong công cuộc dựng xây và phát triển thành phố Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố của lương tri và phẩm giá con người. Mùa thu lịch sử cách đây 70 năm, nhân dân thủ đô Hà Nội được sống trong không khí hào hùng, đón đoàn quân chiến thắng trở về và tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954. Hà Nội được giải phóng, trở thành một mốc chói lọi trong trang sử vẻ vang đầy tự hào của thủ đô Hà Nội và cả nước. Hôm nay, sau 70 năm trong không khí mùa thu Hà Nội, chúng ta ngồi đây để cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng của thủ đô năm xưa, những câu chuyện, những hình ảnh về một Hà Nội xưa, về thế hệ cha anh kiên cường, bất khuất và vô cùng hào hoa, chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Để từ đó chúng ta thêm tự hào, thêm yêu Hà Nội, mảnh đất thiêng liêng, thắng hồn, núi sông. Tại đây, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện, ký ức hào hùng, vẻ vang của thủ đô từ ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội được giải phóng và sau đó là giai đoạn kháng chiến chống Mỹ với phong trào Ba sẵn sàng của thanh niên Hà Nội. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì tổ quốc cần đến. Thấu hiểu tâm tư của thanh niên, ngày 9 tháng 8 năm 1964, Thành đoàn Hà Nội đã phát động phong trào Ba sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần. Và những cái tinh thần này, xin lỗi các bạn, đến bây giờ mỗi lần tôi vẫn cứ dở cái máu lính ra, là vẫn cứ bồi hồi, cho nên xem lại những cái hình ảnh bộ đội. Thì cái lứa 6971 là gì? Là chúng tôi viết đơn tình nguyện. Và ngày 6 tháng 9 năm 1971, 4.000, gần 4.000 thầy, trò của 33 trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc được xếp quân nghiêm lên đường đánh giặc. Chia sẻ tại chương trình, ông Phạm Thanh Học, nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, lớn lên trong thời chiến, chứng kiến những tàn khốc của chiến tranh nên mỗi khi nhắc đến chiến tranh, ông vẫn có rất nhiều cảm xúc. Bên nội nhà tôi có 3 anh em ruột, bố tôi là lớn, có 2 chú, 3 người đi bộ đội. Nhưng cái tỷ lệ nhà tôi về báo anh làm báo cáo với các đồng chí là chỉ có 1 người mất, 1/3. Bên ngoại có 4 cậu, cả cao ốc đều đi, còn mẹ chỉ mất 1, tao bị thương này. Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, từ 1954 đến nay, Hà Nội chúng ta làm được quá nhiều việc đáng tự hào. Qua nhiều giai đoạn, Hà Nội đã khẳng định vị trí của mình là thành phố vì hòa bình, là thành phố của lương tri và phẩm giá con người. Nhận thức rõ những giá trị lịch sử và cơ đồ mà cha ông ta để lại, những bạn trẻ tham dự tọa đàm đã bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng quá khứ và nguyện cống hiến sức trẻ cho thủ đô. Hà Nội hôm nay đã đổi mới, phát triển mạnh mẽ, trở thành một đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước cần phải vượt qua. Để xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha anh, chúng ta, thế hệ trẻ hôm nay, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh,